Xin kính chào tất cả quý khách hàng. Và bên cạnh anh chị đó chính là một cái siêu phẩm dòng MPV Toyota Innova Cross phiên bản Hybrid model mới nhất 2024. Trong clip mới nhất ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi ngắm nhìn, tìm hiểu một dòng xe cực kỳ luxury, trong khi đó giá thì cực rẻ, và đặc biệt là được trang bị khối động cơ Hybrid với giá niêm yết chỉ có 990 triệu đồng. Thì Toyota Innova Cross Hybrid sẽ nổi bật những cái thiết kế chi tiết từ ngoại thất, nội thất cũng như tổng giá lăn bánh là như thế nào. Chúng ta sẽ cùng review theo dõi chi tiết clip ngay bây giờ. Và trước mặt quý anh chị khách hàng đó chính là chiếc xe Toyota Innova Cross phiên bản 2.0 Hybrid. Có thể thấy được rằng là Toyota cực kỳ là ưu ái khi một cái thế hệ mới này được trang bị khối động cơ 2.0 kết hợp với động cơ điện, cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu đâu đó chỉ khoảng 4 lít trên 100 km. Và đặc biệt nữa là gì ạ? Đó chính là cái phần ghế Boeing ở hàng ghế thứ hai hạng thương gia, giúp cho chúng ta là ngồi rất là dễ chịu khi mà đi đường dài. 7 chỗ ngồi Toyota Innova Cross Hybrid. Nào, chúng ta sẽ đi ngay từ thiết kế ở phần phía đầu xe. Đây đó chính là một cái chiếc màu trắng ngọc trai. Đầu xe chúng ta sẽ thấy nổi bật là gì ạ? Ngay từ ở phía trên chúng ta sẽ có ngay cửa sổ trời toàn cảnh. Di chuyển dần xuống phía dưới, đó chính là hệ thống ở nắp capo với những cái đường gân dập nổi, khí động học cực kỳ thể thao và bắt mắt. Và gì nữa ạ? Mặt ca lăng, những cái nan cáo tổ ong cực kỳ là khỏe khoắn. Chúng ta sẽ có gì nào? Chúng ta sẽ có ngay đó chính là một cái logo Toyota mạ Meca ở trong, đó chính là hệ thống radar nhé. Và phía dưới đó chính là chiếc camera 360 độ. Hệ thống an toàn của chúng ta còn kết hợp đến 4 cảm biến góc trước, bao gồm góc hai góc bên trái và hai phần ở giữa, giúp chúng ta lùi tiến xe đảm bảo an toàn hơn. Cùng với đó đó chính là hệ thống đèn. Xe trang bị cụm đèn full LED cho cả chóa pha và chóa cốt. Chúng ta còn có kết hợp giải đèn LED ban ngày. Đây đó chính là giải LED, anh chị nhìn thấy đây. Rất to bản. Đầu xe cực kỳ khỏe khoắn, bề thế là như vậy rồi. Và chúng ta còn tích hợp thêm đó chính là hệ thống Toyota CitySense, vừa cho khả năng cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động bám đuổi xe phía trước, cũng như hệ thống đèn HAD tự động dương pha. Đầu xe sang trọng như vậy thì chúng ta ở phần phía thân xe thấy gì nào? Kiểu dáng cực kỳ là trường dáng với cái thông số dài, rộng, cao. Van hội sẽ sâu lên trên màn hình, cũng như cái khoảng sáng gầm để anh chị có thể nhìn thấy chi tiết được. Thì chúng ta có ngay một chiếc la răng. La răng của xe trang bị lên đến là 18 inch với dạng đúc và sơn màu trầm như thế này. Và xe còn tích hợp luôn hệ thống cảm biến áp suất lốp. Ngoài ra còn trang bị hệ thống phanh đĩa có lỗ thông gió với những công nghệ phanh an toàn như ABS, EBD, phân bố lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo hay hỗ trợ phanh khẩn cấp. Chúng ta lên trên, chúng ta sẽ có ngay cái logo Hybrid. Và gì nữa nào? Hệ thống camera 360 độ, hệ thống gương cụp tự động tích hợp với cảnh báo điểm mù cũng như cảnh báo phương tiện cắt ngang ở trên gương luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết đây. Đó, hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang. Và tay nắm cửa được mạ chrome sang trọng và sáng bóng, rất nổi bật luôn. Đây được chính là khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe, 4,35 lít cho những cái cung đường ở trong phố, và trung bình chỉ có hơn 4 lít. Dòng xe 7 chỗ ngồi mà có hơn 4 lít xăng thì thực sự là quá là ước mơ rồi, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Đã đẹp như vậy rồi, thân xe như vậy rồi, thì ở phần phía đuôi phía sau thì chúng ta có gì nào? Đuôi phía sau của chúng ta sẽ có rất rất nhiều công nghệ. Trong đó thì phải kể đến đó chính là cái tính năng của hệ thống cốp điện. Chúng ta sẽ thử bấm mở cốp điện trực tiếp vào trên chìa khóa. Tuyệt vời không ạ? Xe trang bị cốp điện cho khả năng chúng ta tích hợp rất là linh hoạt luôn. Đây đó chính là phần cốp điện này. Anh chị có thể nhìn thấy chi tiết này. Đó, phần cốp điện của xe nhá. Phần hội quay cực kỳ là tỉ mỉ và chi tiết. Cốp rộng 7 chỗ ngồi mà cái phần cốp phía sau vẫn còn rất rộng này. Nếu mà để hiểu rộng hay không thì chúng ta sẽ quay ngang như thế này, đúng không ạ? Chúng ta quay ngang như thế này để chúng ta thấy được cái khoảng ngang rộng như thế nào, đúng không ạ?
Ở bên trong thì được trang bị hệ thống da rất là nổi bật luôn. Rất nổi bật anh chị nhá. Lúc nữa thì chúng ta sẽ vào hệ thống ghế hạng thương gia một vòng quanh đi ạ. Nào chúng ta bấm thử ở đây đi. Cốp xuống ngay đúng không ạ? Cốp sẽ xuống ngay. Chúng ta ở phía sau có gì nào? Sẽ có logo hybrid này. Chúng ta sẽ có logo hybrid nhá. Lên trên đó chính là hệ thống đèn hậu ở phía sau. Đèn hậu ở phía sau đây, cũng như đèn phanh trên cao. 4 cảm biến cảnh báo va chạm trước rồi thì chúng ta lại có đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau. Đến 4 cảm biến cảnh báo va chạm sau này. Logo Innova Cross bản hybrid thì cực đẹp rồi. Chúng ta sẽ đi một vòng đi. Chúng ta đi một vòng nhé. Vòng quanh xe Toyota Innova Cross phiên bản 2.0 hybrid model mới nhất của 2024 với rất nhiều công nghệ hiện đại và cao cấp. Rất nổi bật luôn. Thật không thể tin được. Màu trắng ngọc trai thì nó cực đẹp rồi. Quá nổi bật luôn đúng không ạ? Ở bên ngoài kiểu dáng sang trọng, nổi bật là như vậy. Thì bên trong nội thất xe Toyota Innova Cross Hybrid sẽ trang bị những công nghệ gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ngay bây giờ. Nào chúng ta sẽ bước vào ngay bên trong nội thất xe. Đầu tiên đó chính là phần tapi cửa đi. Thế thấy ngay được sự sang trọng, bề thế của dòng xe MPV với hệ thống cụp gương tự động, mặt gương chỉnh điện hay là công tắc kính auto một chạm. Thì chúng ta còn có tay nắm cửa được mạ chrome này, hay những cái đường viền và cái hộc để đồ rất to bản nhá. Xe trang bị ghế điện, xe trang bị ghế điện cho người lái với 8 hướng, với rất nhiều công nghệ an toàn. Hệ thống Toyota TripSense này, kính toàn cảnh này. Chúng ta sẽ mở chìa khóa lên nhá. Chúng ta sẽ mở chìa khóa lên để cùng thấy được hệ thống kính toàn cảnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây đó chính là hệ thống kính toàn cảnh. Và với những cái phần đèn trang trí nữa kìa. Anh chị nhìn thấy tuyệt vời không ạ? Rất nhiều, lúc nữa chúng ta sẽ ngồi bên trong. Ở phía bên trái chúng ta sẽ có những công tắc của chỉnh góc đèn này, hệ thống đèn AH này, cốp điện này, hay camera 360 độ. Camera 360 độ đây. Chúng ta sẽ test thử đây. Các góc nhìn cho anh chị nhìn nhé. Rất chi tiết đúng không ạ? Ok, tiếp tục nào. Trang bị nhiều như vậy rồi, rất nhiều như vậy rồi, thì ở hàng ghế thứ hai, đó chính là hàng ghế hạng thương gia. Lần đầu tiên mà xe MPV hàng ghế hạng thương gia của chúng ta có ghế điện. Ghế điện thực sự là tuyệt vời luôn. Đây nữa này, ghế điện luôn anh chị nhá. Đây, chỉnh cho anh chị thấy luôn. Ghế điện luôn đấy nhá. Và chúng ta có cửa gió điều chỉnh ở hàng ghế thứ hai. Khi mà chúng ta điều chỉnh những cái phần điều hòa auto như thế này thì chúng ta sẽ có cái phần cửa gió cho từng người ngồi này. Anh chị nhìn thấy từng người ngồi một. Từng người ngồi một nhá. Đã ghế điện rồi thì từng người ngồi một nữa. Rất chi tiết. Nào chúng ta sẽ vào khoang lái. Và đây đó chính là tổng quan bên trong nội thất của Toyota Innova Cross phiên bản hybrid thế hệ mới nhất 2024. Chúng ta thấy gì nào? Đầu tiên ở vô lăng, nhìn sâu vào trong chúng ta có ngay bảng đồng hồ táp lô lên đến 7 inch với những cái hiển thị digital cực kỳ là nổi bật. Sang bên trái đó chính là chúng ta có hệ thống đèn tự động, hay như chúng ta có thêm đó chính là hệ thống gạt mưa chỉnh in time thời gian theo ý muốn. Chúng ta còn có lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Và gì nữa nào, vô lăng thì được khâu bằng da này. Điều khiển các nút tích hợp như thoại thành tay, điều khiển giọng nói, điều khiển volume, chuyển kênh. Và đặc biệt ở bên này có hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh tự động, hay là cảnh báo trực làn đường, và hệ thống DRCC giữ ga tự động, bám đuổi xe. Dần sang bên, chúng ta có màn hình giải trí tích hợp cam 360 lên đến 10,1 inch với hệ thống CarPlay và Android Auto 0 giây. Nào, chúng ta sẽ tìm hiểu nào. Màn hình giải trí với 10,1 inch có khả năng kết nối CarPlay và Android Auto 0 giây. Và chúng ta sẽ điều khiển phần power này, trở về này, home này, volume này. Chìa khóa thông minh đây rồi, đúng không ạ? Điều hòa tự động với mấy vùng ạ?
tận 2 vùng. Rồi, chúng ta xuống với hộp số. Xe trang bị hộp số tự động tích hợp những hệ thống phanh tay điện tử Auto Hold hay những cái chế độ lái Driver Mode, EV Mode, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, một cổng USB cũng như một cổng Type C ở đây. Hộc để đồ thì to. Và chúng ta còn có cái mở cái ngăn lạnh ở đây này, ngăn hộc ở giữa này, rất to này. Và cái phần cửa kính toàn cảnh đây anh chị nhá. Đây đó chính là cái kính toàn cảnh. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy này, rất chi tiết. Vì hôm nay Văn Hội sẽ quay như thế này để chúng ta có thể nhìn thấy chi tiết được bên trong cái phần nội thất của xe nó cụ thể là như thế nào. Rất tuyệt vời. Đây là ghế hạng thương gia. Ghế hạng thương gia chúng ta sẽ thấy gì nào? Chúng ta sẽ có cái phần ghế điện này nhá. Chúng ta sẽ điều chỉnh được cái mặt chân này này. Anh chị có thể nâng lên này. Anh chị nhìn thấy nâng lên không ạ? Quay rất kỹ nhá để chúng ta giả coi như là ngồi nó rất dễ chịu. Ngồi rất dễ chịu. Và cũng như cái phần lưng này, chúng ta sẽ ngả lưng này. Đó, đây, quay như thế này để anh chị nhìn thấy rõ tại sao Văn Hội hôm nay phải quay mà không ngồi vào. Vì khi ngồi vào là chúng ta sẽ nhìn không rõ được, đúng không ạ? Và chúng ta tiến lùi ở đây được này. Chúng ta lấy tiến lùi này. Lấy tiến lùi được nhá. Còn đây là hàng ghế thứ ba. Không gian của hàng ghế thứ ba cũng rất rộng rãi nhá. Ngồi cực kỳ là thoải mái luôn này. Góc để chân này rất rộng mà cửa gió điều hòa nó đến tận hàng ghế thứ ba luôn. Đến tận hàng ghế thứ ba luôn. Đây, tất cả gần như chỗ ngồi nào cũng sẽ có. Cái kính toàn cảnh này nhìn rất thích mắt này. Kính toàn cảnh này rất thích mắt anh chị nhá. Rất tuyệt vời luôn. Đằng sau khi mà bật cái đèn hậu lăng téc lên nó sẽ như thế này đấy. Nhìn rất nổi bật. Toyota Innova Cross Hybrid thế hệ mới nhất của 2024. Đóng hết vào, chúng ta cùng ngắm nhìn. Rất tuyệt vời. Đèn full LED. Rất đẹp đúng không ạ? Bây giờ nào thì chúng ta sẽ đến ngay với phần đó chính là phần tổng kết. Xin mời anh chị. Vừa rồi đó chính là chia sẻ review cực kỳ là chi tiết chiếc xe Toyota Innova Cross phiên bản 2.0 Hybrid thế hệ mới nhất 2024 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết chỉ có 990 triệu đồng. Chúng tôi đang nhận những cái đơn đặt hàng giao xe ngay, giao xe sớm kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt nhất là gì ạ? Anh chị mà mua xe sớm nhá, chúng ta còn được hỗ trợ cái gói vay lãi suất chỉ có từ 0%. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Để biết thêm thông tin chi tiết, giá lăn bánh cho từng vùng miền là như thế nào, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Đội ngũ tư vấn xe của tôi sẽ báo giá, giá lăn bánh và giao xe tận nhà cho anh chị. Kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video nào. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.